Lệ thực sự là một cô bé cực kỳ giỏi, nỗ lực và rất kiên trì trong cái hành trình này. Thực sự là các bạn có mặt trong ngày hôm nay ở đây là một cái gì đó nó rất là tuyệt vời, và tôi xin chúc mừng cho các bạn ngày hôm nay có mặt trong cái buổi workshop của Nhật Lệ. Và khi mà theo cái khóa học của cô Lệ, có một điều em rất thích, đấy chính là ngoài cái việc mà mình được có tay nghề thì mình còn được học muôn vàn những thứ để phục vụ cái nghề của mình. Và đặc biệt là hôm nay em muốn nói với mọi người là em cảm thấy rất là hài lòng, bởi vì ngày hôm nay em đã học được quá nhiều cái